Rồi, được câu trình tiếng, xin chào tất cả anh em cần thủ anh em. Đó thì hôm nay em mới thử cả tất cả anh em cái lô cần rút anh em à. Một cái lô cần rút thì nó có dài là đủ loại nha. 3m6 nè, 3m9, 4m2, 4m5 có đủ anh em. Cái lô này thì em sẽ bán thanh lý, em bán thanh lý cho anh em nha, là đồng giá 300.000 cây thôi. Cái này bằng ngang với giá sỉ luôn anh em. Tất cả là khoen bát Fuji hết, không lỗi nha. Khoen bát Fuji chứ không phải khoan bát thẳng nè. Cần khoan bát thẳng thì anh em mua hoài thẳng anh em luôn, cũng khoảng 270, 250, 270 một cây rồi, thì nó chắc chắn sẽ không có ngon bằng khoan bát Fuji đâu anh em à. Có cái này em bán là bán thanh lý cho anh em nè, còn có khoảng cỡ 30, 31 cây đó, thì giá em bán là đồng giá cho anh em 300.000 cây, lựa thoải mái. Anh em mua hai cây rồi bên phí ship nha, một cây là phí cước 30.000 toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Rồi anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp trên số điện thoại phần tiêu đề nha anh em. Đây rồi, em giới thiệu anh em cái cần đầu tiên. Cây này độ cứng 20-36 nha anh em, khoan bát Fuji hãng Olympic đó. Keo này thì nó hơi bung bung tí, không sao đâu anh em. Mấy này về anh em lấy gì khửi khửi nó ra hết là ok. Chất liệu cần là phíp nha anh em, cần nói chung khá là đẹp á. Đầu cứng 20-36 thôi. Cây này mã cho anh em mã S1 nha. Nặng 420 g, ngọn 2D8, góc 26,5. S1 anh em. Mã S1. S2. S2 này 4,5 m nha. Chỉ đây nó hơi bị dần đó. Anh em lấy thì em sẽ lấy lửa anh em hơi cho nó teo lại, làm lại cho nó gọn ràng anh em yên tâm nha. Dài 4,5 m thôi. Khoan Fuji bát nó bát FK nha. Đây nguyên bộ khoan Fuji nha anh em. Độ cứng cái này tương đương là 25 thôi. 25 4,5 m anh em à. Cần khá là ngon á. Mới tin nè. Cái này mã S2 nha, nặng 690 g, ngọn 3D9, gốc của nó là 31. Ồ, ngọn to quá nè. S2 này bán đồng giá 300 nha anh em, 300.000 cây thôi. Tới mã S3 nè, khoan bát Fuji nha anh em. Cây này dài 4,2 m thôi, hãng Anh Vataco nha. Dài 4,2 m thôi, hãng Anh Vataco. Độ cứng 25 thôi anh em à. Độ cứng 25 nha. Cần nói chung là khá là ngon. Đây cái này mã cho anh em S3 nha, nặng 600 g, ngọn 3 ly, góc 29. S3. Tới mã S4 nè, cây cần hãng Daiwa nha anh em, khoan bát Fuji nè. Đầu cứng 25 4,5 m. Đầu cứng 25 4,5 m nha. Nói chung còn khá là mới anh em. Mấy cái này thì anh em luôn bán với cái giá này thì anh em luôn em lời anh em lấy một cây em lời đúng có 30.000 anh em, còn anh em hay lấy hai cây thì em lời đúng 30 anh em à, tại hai cây em bao ship cho anh em á, còn một cây thì em không bao ship thì em cũng lời được 30, còn hai cây thì em muốn lời được 30 thôi, bán thanh lý mà anh em. Rồi cây này mã cho anh em là S4 nha, nặng 528 g, ngọn 2 ly rưỡi, góc 28,5. S4. Tới S5 đây, mã S5 dài 3,9 m thôi, hãng Ryobi nha. Dài 3,9 m hãng Ryobi, khoan bát Fuji. Đây, bộ khoan đây. Khoan bát Fuji anh em. Độ cứng 25 thôi. 25-39 nha. Chất liệu phíp nó phíp đỏ anh em à. Chất liệu phíp đỏ. Cần khá đẹp à. Cái này mã cho anh em là S5 nha, nặng 477 g, ngọn 2 ly rưỡi, góc 27,5. S5. S6 anh em. S6 cái này cây cần dài 3,6 m thôi. Chất liệu cần nó phíp khoan bát Fuji nè. Khoan bát Fuji nha. Độ cứng 25-36. Cần đẹp lắm.
mới tin à. Cái này mã cho anh em S6 anh em, nặng 370g, ngọn 3 ly, gốc 23,7. S6 nha. Tới S7 đây. S7 này chất liệu flip. Khoan bass Fuji nè, bass Fuji S7 nha anh em. Dài 3m9 thôi, hãng Olympic. Đây. Nói chung là cái khoan em chứa vệ sinh kỹ nè, nhìn nó cũng hơi cũ cũ. Đây này về anh em vệ sinh đánh bóng này là bóng lưỡng luôn anh em ạ. Độ cứng 25 3m9 anh em ạ. Độ cứng 25 3m9 nha. Cái này cũng chung cũng có chày chút chày dăm dăm. À, cũng có chày dăm dăm anh em ạ. Rồi cái này mã cho anh em S7 nha, nặng 450g, ngọn 3 ly, gốc 29. S7 anh em ạ. S8 nha. S8 này. Cây này cây cần súp có kỳ nè, độ cứng 30-39 nha, Made in Korea. Khoan bass Fuji nè, bass Fuji S7 anh em ạ. Khoan Fuji, bass Fuji. Độ cứng cái này tương đương là 30 thôi. 30-39 nha anh em. Cần này ngon. Mới tin nè, trời ơi nó mới. Cây còn rất là đẹp anh em ạ. Còn rất đẹp nha. Nguyên bộ khoang Fuji này không cũng 200 mấy rồi anh em, chứ không rẻ đâu. Cái này mã cho anh em là S8 nha. Mã S8 nặng 537g, ngọn 3 ly 7, gốc 29. S8 nha, đồng giá 300.000 cây thôi. Cái S9 nè. S9 này chất liệu flip nè, khoang bass Fuji nha, bass Fuji S7 dài 3m3 thôi. Khoan bát Fuji. Cái này dài 3m3 nè mà, độ cứng 25 nha. Độ cứng 25 3m3. Cần rất là mới nè, mới tin nè. Rồi cái này mã cho anh em S9 nha. Nặng 310g, ngọn 2 ly 7, gốc 24. S9. Và tới S10 nè. S10 nha anh em. Khoan bass Fuji. Bass Fuji S7 anh em ạ. Cây này dài của nó là độ cứng 30-36 anh em. Cây này hạ Vorenit Sub. Tiếng Nhật không mà không biết hãng luôn. Toàn tiếng Nhật thôi. Khoan bass Fuji nè. Chất liệu cần của nó là flip nha. Cần chung cũng khá là ngon đẹp anh em. Còn thấy cái S10 nha, S10. Nặng 440g, ngọn 2 ly 7, gốc 27. S10 giá 300. Tới S11 nè. Khoan bass Fuji nha, bass Fuji S7 thôi. Cây này dài 4m5, Made in Korea anh em. Đây. Khoan bass Fuji nha. Alo là Fuji phản quang anh em. Alo Fuji phản quang nè. Nó có thêm cái để cái phao đèn anh em. Đó, cái đào lộ nó ngon. Độ cứng cái này tương đương là 25 thôi. 25 4m5 nha. Ngoại hình thì chung là nó cũng có chày dăm dăm. 25 4m5. Cái này mã cho anh em là S11 nha. Nặng 460g, ngọn 2 ly 8, góc của nó là 27. S11 nha. Giá 300. S12 nè, khoan bass Fuji nè. Cái này dài 3m9 thôi. Cây này toàn tiếng Nhật không à. Tiếng Nhật tiếng gì không à. Không biết nó là hãng nước nào luôn. Không biết hãng nào luôn. Khoan Fuji, bass Fuji nha anh em. Ngoại hình cái này nói chung cũng còn khá là ổn á, đẹp. Đây thì bên Nhật cho nó gia cố lại cái khoan nè. Đó. Ở đây thì nó hơi bị nứt chút xíu nhựa nha nè. Không sao, gắn cần bình thường anh em thấy chưa? Gắn như cần bình thường. Độ cứng là tương đương 25 thôi. 25 39 nha. Cần rất là đẹp anh em. Màu này cũng lạ anh em. Mới.
Cái này mã cho anh em S12 nha. Nặng 490 g, ngọn 2D9, góc 29,5. S12 đồng giá 300 nha anh em. S13 nè. Khoan, bát 2G bát 7 nè. Cây này dài 3,6 m thôi, hãng MA anh em. Chất liệu phíp. Đây. Nó chưa vệ sinh thì nó còn hơi cũ cũ cái này anh em ạ. Giờ anh em đánh lại. Độ cứng cái này tương đương 25 thôi. 25 3,6 m nè. Cây cứng 25 3,6 m thôi, ngoại hình đây có chày nè. Cái này cũng chày cũng không có nhiều lắm đâu, cũng còn khá ok nha. Cái này mã cho anh em S13 nha, nặng 410 g, ngọn 2,5 l, góc 23. S13 này đồng giá 300 nha. TS14 nè. Khoan, bát 2G bát 7 nha. Cái này dài 3,9 m thôi. Đây. Đề ba to, đề ba rất là to nha. Độ cứng cái này tương đương 25 đây. 25 39. Chất liệu phíp anh em à. Cần nói chung khá là ngon á. Cái này mã S14 nha. Nặng 520 g, ngọn 3D2, góc 27,5. S14. S15 nè. Chất liệu phíp nha. Khoan bát Fuji. Chất liệu phíp, khoan bát Fuji. Bát Fuji bát 7 nha. Độ cứng 3, dài 3,6 m thôi, cứng 25. Dài 3,6 m thôi, cứng 25 anh em ạ. Cần thì có một con khá là đẹp đó. Mới, cây mới tinh nè. Cái này mã S15 nha, nặng 335 g, ngọn 2D8, góc 24. S15. Đây à, đây cây cần S16 là cần Shimano nha, 3,9 m thôi. Một cây cần Shimano 3,9 m thôi. Khoan bát Fuji nha. Khoan bát Fuji, đây. Độ cứng cái này tương đương 25 đây, 25 3,9 m. Chất liệu phíp anh em ạ. Cần mới lắm, mới tin à. Cần này còn đẹp khoảng cũng 85-90%, với cái giá 300 này anh em luôn bằng ngang bằng giá sỉ anh em ạ. Cái này mã cho nên F16 nha, nặng 490 g, ngọn 2D6, góc 26. F16 nha anh em. TS17 nè. Khoan, bát Fuji bát 7 nha. Cây này hãng MA Black Red Fervor gì nè. 34 m, 4,5 m nè. Cây này dài 4,5 m nha. Đây. Chất liệu khoan nó khoan Fuji, bát Fuji, chất liệu phíp. Độ cứng 25 thôi, 25 4,5 m. Cần khá là ngon. Đẹp, cây đẹp lắm anh em. Mới tin nè. Cái này mã cho anh em S17 nha. Nặng 600 g, ngọn 2D6, góc 29. Đồng giá 300 ngàn cây nha anh em. S17. S18 nè. Một cây cần Daiwa Supreme. Độ cứng 25 4,2 m, made in Korea nha. Khoan bát Fuji nè. Bát Fuji bát 7 nè mà. Khoan Fuji, bát Fuji nha. Đầu cứng 25 4,2 m thôi. Cần mới lắm. Còn khá là ngon á. Có chày dầm dầm. Có chày dầm dầm không đáng kể nha. Cái này mã cho anh em S18 nha, nặng 530 g, ngọn 2D8, ơi ngọn 2D9, góc của nó là 28 nè. S18 300. TS19 nha. Cây này súp bi rít anh em.
dài 4 mét rưỡi nha. Khoan này, khoan buji, bát buji anh em à. Độ cứng 25 thôi. 25 4 mét rưỡi. Đây có chày. Chung hơi cũ chỗ này tí. Chất liệu cần nói chung là cũng còn khá là ngon á. Nó hơi chảy lớp sơn thôi, nhưng mà đánh cần mấy cái này nói chung còn ngon em, 4 mét rưỡi nha. Còn đẹp khoảng 80% thôi. Cái này mã cho anh em S19 nha, nặng 560 g, ngọn 2.8, góc 29.6. S19. Tới mã, cái này là mã S20 anh em, S20 nha. Cây này cây hãng NDK Black Cutter 4.25 anh em. Đây, khoan buji, bát buji nha. Khoan buji, bát buji. Khoan buji, bát buji. Độ cứng 25, 4m25 thôi. Chất liệu phíp anh em. Mơ. Cây đẹp quá. Cây mã S20 anh em. Nặng 550 g, ngọn 2.9, góc 29. Ở S20 đồng giá 300 nha. 300.000 cây thôi. Rồi cái S21 nè. S21 cây này dài nó 39 thôi, made in Korea anh em, khoan bát Fuji. Khoan bát Fuji nha. Đầu cứng 25, 25 39. Cần dung đẹp anh em. Cần khá đẹp nha. Đây có chày chút. Này bung keo thôi, lấy đi dán keo lại anh em. Cái này mã S21 nha, S21. Nặng 558 g, ngọn 2.7, góc 27. S21 này đồng giá 300 nha. S22 anh em ơi. Cái này dài 3m9 thôi. Khoan bát Fuji nè. Khoan bát Fuji. Chất liệu phíp anh em. Đầu cứng 25 4m, đầu cứng 25 3m9. Cần đẹp lắm, mới. Cái này mã cho anh em S22 nha. Nặng 340 g, ngọn 2.6, góc 23 anh em. S22. Cái S23 nè, cây này nó hơi cũ anh em. Độ cứng 20 3.9 nha, khoan bát Fuji. Chất liệu phíp nha. Cây nó hơi cũ, hãng Olympic anh em à. Cái này anh em dễ thể tút lại, vệ sinh kỹ lại. Độ cứng này 25 anh em. 25, 20, 39 nha. Cây cứng 20, 39 nha. Cần nói chung khá là ngon á. Nhưng mà nó hơi cũ một tí thôi. S23 nè, nặng 450 g, ngọn 2.6, góc 27. S23. S24 nè. Cây đầu cứng 20 4m2 nha. Đầu cứng 20 4m2, khoan bát Fuji nha anh em ạ. À. Chất lượng cận nó rất là đẹp nha, mới. Hãng Olympic nha. Có tem Nhật đây luôn. Đầu cứng 20 4m2 thôi. Cần đẹp lắm. Này dính dơ thôi. Cây này còn khá là đẹp đó nè, mới, còn đẹp khoảng 80-85%. Với cái giá 300.000 này anh em luôn mua về câu trải nghiệm, hay anh em mới tập câu mấy cái này đánh rất là ngon. Cây này mã S24 nha, nặng 530 g, ngọn 2.5, góc 29. S24. S24 nè, đồng giá 300 nha. Cái S25 nè, cây này dài 3.9 thôi. Khoan Fuji, bát Fuji nè.
khoan bát buji nha. Cán này thì nó dính dơ nè, dơ bụi. Anh em vệ sinh lại nha. Đồ cứng 25-39. Mấy lóng trong còn đẹp lắm, lóng ngoài hơi cũ chứ mấy lóng trong đẹp mấy em. Lóng trong mới tinh nè. Cái này mà S25 nè, S25 nặng 650g, ngọn 2 ly 6, góc 26,5, S25 nha. S26 nè, keo cây cần tay qua, độ cứng 30-39 nha, khoan bát Fuji, bát in Korea, cây này hơi cũ một tí, khoan bát Fuji nha anh em. Độ cứng 30-39. Lóng trong đẹp lắm nhưng mà lóng ngoài nó hơi cũ. Lóng trong còn mới mơ cũng còn mới tinh nè. À. Lóng cây róc nó có chày. Rồi cái này mã cho anh em S26 nha. Nặng 450g, ngọn 2 ly 8, góc 27,5, S26. S27 nè, cây này dài 39 thôi, khoan bát Fuji nha. Cây này thì mức đắp đít nè, anh em lấy thì em sẽ thay đít cho nó nha, thay đít cho nó hoàn thiện em giao nè. Đây, khoan bát Fuji nha anh em, có ghi chữ Fuji đây nha. Dài 39 thôi, độ cứng 25-39. Cần đẹp, cây này còn đẹp khoảng 90%. Cái này mới lắm, mới test à. Cái này mã S27 nha. S27. Nặng nó 450g, ngọn 2 ly 7, góc 29. S27 đồng giá 300. S28 à. S28 cây này thì thông số nó không thấy luôn em ơi. Cái này không có thông số luôn. Mới bị bay thông số hết rồi. Khoan bát khoan Fuji bát FK nha. Cái này một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cái này dài của nó 4,5 m nè. 4,5 m nha. Đầu cứng 25 thôi, 25 4,5 m. À. Chất liệu cần là phíp, cây đẹp lắm, mới tinh nè. À. Cần mới lắm nha. Thông số nó mờ hết rồi. Cái mã cho em S28 nha, nặng 590g, ngọn 2 ly 6, góc 29. S28 này đồng giá 300. S29 cả anh em, cái này 4,5 m nè. Cái này soi power vậy nè. Khoan Fuji bát Fuji nè. Đó, khoan Fuji bát Fuji nha. Độ cứng cái này tương đương là 25 4,5 m. Có chày nha, quần hình có chày. Cái này quần hình nói chung chày cũng khá là nhiều anh em. Rồi cái này mã S29 nha. Nặng có 560g, ngọn 4 ly 1, ngọn ghê vậy. Rồi đúng rồi, ngọn to lắm nha anh em. Cây ngọn chà bá luôn. Góc 29, S29 nha anh em. S30 nè, một cây cần súp súp quim nha, độ cứng 34,2 m, đài hòa anh em à. Khoan bát Fuji nè, độ cứng 34,2 m thôi. Cần đẹp mới, quần hình có chạy anh em. Đây nó có chạy đây, đây. Cái này ngay chỗ cái khoan á nè, cái khoan nó dịnh xuống nó chốc sơn á. Đó, kéo lên kéo xuống qua cho này quả chốc sơn. Không có lỗi nha, cái nó nguyên không lỗi. Cái này mã cho nên S30 nè, nặng 520g, ngọn 2 ly 9, góc 30, S30 nha.
TS31 này, cây này cây Shimano dài 36 nha. Khoan Fuji, bát Fuji nè. Đó. Khoan Fuji, bát Fuji hãng Shimano nha anh em. Dài 3m6, thu gọn 1m07 nè. Cứng nó 20 nè. Chất liệu phíp đỏ nha, cần đẹp lắm. Mới tin nè. Còn cái này mã S31 anh em. S31 nặng 350g, ngọn 2D8, góc 24,7. S31 đồng giá 300. Rồi, anh em lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.